Xin chào các bạn. Hôm nay mình ăn cơm chiều đây các bạn. Hôm nay mình ăn cơm chiều. Ăn bánh mì cua son với mì cua son với salad. Với cái này lấy gì đây? Đùi gà, cánh gà chiên bơ. Hot peppers too. Okay, yeah. Homegrown tomatoes. Homegrown lettuce. Good. Chua. Very good. Deep. Raisins in here too and lettuce. Raisins. One side hot, one side not hot, okay? Don't mix it up, so. Okay. Ăn mời các bạn ăn chiều. Đây, cánh gà, chiên bơ, và sả làm. Salad. One dip. Ai muốn về Việt Nam thì cách ly, chỉ có bây giờ nó hạ xuống rồi, không còn 4.000 như lúc trước nữa. Giờ chỉ như họ nghe mình, họ xuống hạ xuống chỉ còn 5 đồng một ngày thôi. Đó. Phải có y tế, bảo hiểm. Đó, họ đòi hỏi là ở Việt Nam phải có bảo hiểm. Ở Việt Nam bây giờ Việt Kiều hay là hải ngoại về thăm Việt Nam á, thăm cố hương á, thì họ sẽ lấy mỗi người chỉ có 5 đồng, 5 đô một ngày, thì nó đúng ra cũng được, là một khoảng tiền 14 ngày á, thì chỉ có 80 đô à.
Ở ra thì bao nhiêu cơ? 80 đô chừng mấy à? Cũng được, làm vậy không? Khách nước ngoài hay là ngoại quyền vô, nhưng con cá là sao? 4 ngày nhưng mà có nhiều người, người ta mấy người mà về hưu á, như tụi mình đây nè, mình về cả 6 tháng đóng như vậy cũng được, có thời gian nhiều. Còn những người đi chơi á, họ chỉ có 2 tuần, ví dụ như 3 tuần đi, không, 3 tuần đó. Người ta đi chơi 3 tuần, người ta ở trong đó 14 ngày rồi, còn có 1 tuần rồi chơi, không về, về đây. Ở đây á, nói những ai rồi đi về Á Châu á, là phải cầm giấy cho học. Nhưng mà ai mà ở Á Châu á, về tới qua lại đây á, bắt buộc phải vô nhà ở từ cách ly lấy, là khoảng vô nhà mình tự cách ly ở nhà, đúng không? Thêm 2 tuần nữa. Mà mấy người đó người ta về như vậy á, mà làm như vậy thì họ dễ bị mất việc lắm. Qua đây bây giờ công việc nó dễ làm về cái gì bị mất việc đi. Đó. Thôi bữa nay giờ tiền biệt khó lắm các bạn đó, cho nên cũng chắc cũng ít người về, chỉ những người mời về hưu như tụi mình nữa nè. Đó, mình có thể về 6 tháng chẳng hạn vậy. Đó, thì được thôi chứ. Nói rồi Kiều đó, thì mấy người mà ăn tiền già nào đó, các bộ cơ thể hoặc là về ở 6 tháng chẳng hạn vậy, không hoặc là vài tháng. Và bây giờ là như cũng khó rồi, mấy bên Mỹ cũng về lại quảng nó cắt luôn. Còn tụi mình về hưu đây được thoải mái không? Okay. Làm vậy cũng được ha. Nhất là những người mà mùa đông bên đây nè, còn chắc là mùa đông bên đây nó ấm, tại vì bây giờ vẫn còn 20 độ các bạn đó. Những quý vị nào á, Việt Nam thì mùa này được. Lúc ra thực tế hôm nay thì nó đang trên đà, nó phát triển chậm lắm các bạn, đúng không? Khi mà vàng á, vàng với bạc nó lên cao mà dầu xuống á, rồi trong cái mùa, trong mùa dịch, mới mùa, mùa dịch đó, thực tế nó sẽ, nó không có được dồi dào như lúc trước nữa, thì ở đây người ta sẽ chuẩn bị cắt lưng buộc bụng đó các bạn, chắc người ta cũng ít chỉ đạo rồi, chỉ là đi vòng vòng ở trong nước của họ rồi. Cái nhà lúc có những chỗ chuyển tiếp không biết là Việt Nam á, thấy dòng YouTube một xíu rồi, người đại hàng họ về họ đâu có mặc cái đồ một bộ đồ màu xanh nữa. Còn Việt Nam mà miền Bắc phải mặc cái nguyên cái bộ đồ á, nóng với bà. Nói ông bà ở đây á, mình nói là trả tiền đó
là cái bệnh dịch đó có thể là nó tới cả 4-5 năm luôn các bạn, không có hết liền được đâu. Nó dai dẳng giống như là cái bệnh cúm này, và có những cái mùa vào cúm à, trời trời cúm nè, tay cái bệnh gì vô đó nguy hiểm. Có những người ta chữa hết rồi, ra khỏi bệnh viện rồi, về nhà cũng lại bị trở lại, vô nó cũng còn đeo luôn. Có người á, bác sĩ chê, có người bác sĩ chê, rồi nó thôi đem về nhà lo hậu sự. Về nhà cái tự nhiên người ta lại trở lại mạnh khỏe bình thường. Không thua à, cách mình ăn uống. Bây giờ các bạn phải tránh hết, tránh những ăn uống tụi bậy bạn. Được. Giờ lòng lợn, lòng bò nữa, mình tránh nữa. Không có như lúc trước nữa, thì lúc đau là vi khuẩn, bởi vì trùng nó nằm nó ẩn trong đó, nó ẩn ở trong những như vậy đó. Biết bây giờ Việt Nam bị bệnh dịch gà hết, bệnh dịch gà bệnh rồi heo, bệnh dịch tùm lum đã ở đây hết, an toàn, thực phẩm an toàn ở đây hết, tại vì thực phẩm an toàn các bạn khám phá ra được là nó giết hết á, cả bò cũng vậy, bò giết cả mấy ngàn con luôn, đúng không? Rất đi ngon, ok mình ăn no rồi các bạn. Thôi xin chào các bạn, chúc các bạn cuối tuần vui vẻ, thứ sáu luôn. Yes sir. Bye bye bye. Nãy bà xã đi chợ mua thức ăn để nấu cho mình, cho ngày sinh nhật cho mình đó. Các bạn đón coi nha, và chúc các bạn sức khỏe. Yes sir.